Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập lấy lời khai đối với một tài xế xe ô tô để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, còn lao xe về phía tổ tuần tra khiến một cán bộ cảnh sát giao thông phải đu mình trên nắp capo. Tài xế bị triệu tập làm việc là Lê Nguyên Đình, 25 tuổi, trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, trưa ngày 19 tháng 11, một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 5 đoạn qua xã Chư Bua, thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông, tài xế Đình đã điều khiển xe quay ngược lại bỏ chạy. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe nhưng tài xế bất hợp tác. Khi đến đoạn đường Y Ngông giao nhau với đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, một cán bộ cảnh sát giao thông đã đứng phía trước đầu xe 7 chỗ nói trên và ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Tuy nhiên tài xế không dừng mà vẫn đạp ga cho xe chạy về phía trước, buộc cán bộ cảnh sát giao thông này phải bám vào cần gạt nước đu trên nắp capo. Em có đi từ Ea Súp ra thành phố Buôn Ma Thuột thêm chiếc xe về để cho gia đình đi đám cưới bên Lâm Đồng của em trai. Thì trong đó em thuê xong là khoảng đó là em chạy ra đường Phạm Ngũ Lão để đi về Ea Súp thì trong khoảng 9:30. Thì trong lúc em chạy trong đó thì xe em nó cũng xả dốc nó hơi quá tốc độ. Thì đi một đoạn vượt qua dốc thì em có thấy một đội cảnh sát giao thông đang đứng tuần tra, thì em nghĩ là mình không đem thêm bằng và chạy quá tốc độ, thì cách khoảng 200m là em đã quay đầu đi về hướng lại Vành Đai. Thì đi gần tới đường Vành Đai thì em có nhìn lại gương chiếu hậu thì có thấy anh cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Thì trong lúc hoảng loạn thì em đã vượt đèn đỏ của đường Phạm Ngũ Lão để qua đường Vành Đai và chạy xuống tới Y Ngông. Trong cái lúc mà em chạy trên đường Vành Đai thì em cũng có một đoạn chạy ngược chiều để quay lại, nhưng mà không được thì em vẫn tiếp tục chạy trực tiếp. Trong lúc đó là tâm lý em hoảng loạn vì xe đang thuê và em không có bằng lái xe thì sợ bị tịch thu xe thì em mới bỏ chạy như vậy ạ. Liên quan đến cái vụ việc một tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và để cho cảnh sát giao thông phải nhảy lên nắp capo khi xe đang di chuyển, thì liên quan đến vụ việc này thì chúng tôi đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ có cái việc chống người thành công vụ trong cái vụ việc này hay không. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều cái vụ việc tương tự đã xảy ra trên địa bàn cả nước. Cái việc không chấp hành của người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện đã gây cản trở, có dấu hiệu cản trở chống lại lực lượng thi hành công vụ, đã gây ra rất nhiều cái hậu quả nghiêm trọng làm cho lực lượng thi hành công vụ có thể là bị thương, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Thì cũng qua đây khuyến cáo người dân đó là khi tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm cái hiệu lệnh của lực lượng chức năng, và khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe chúng ta phải chấp hành ngay, tránh trường hợp chúng ta không chấp hành hiệu lệnh dẫn đến cái việc cản trở chống đối. Thì những cái hành vi như thế này thì khi xác định được thì pháp luật sẽ xử lý rất là nghiêm minh. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đình không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, xe chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.